Thân chào anh em. Nếu anh em muốn xem phim, nghe nhạc và giải trí trên cái ứng dụng YouTube mà không có bất cứ quảng cáo nào xuất hiện trong video thì mời anh em xem tiếp video này, mình sẽ hướng dẫn cho anh em. Mình đang chia sẻ cho anh em trên điện thoại hệ điều hành Android nghe anh em. Bây giờ anh em vào cửa hàng Sexlay tải cho mình cái ứng dụng này. Bờ ra ve. Mình đang đọc tiếng Việt nghe anh em. Xong rồi anh em cài đặt về máy. Theo thông tin mà mình biết được là trên cái hệ điều hành iOS cũng có cái ứng dụng này luôn nghe anh em. Cài đặt xong rồi anh em mở lên. Xuất hiện một cái giao diện thế này. Anh em chọn tiếp tục. Anh em nhấn vào dấu X. Xong ở đây anh em chọn Google. Chọn luôn. Bây giờ anh em nhập vào cái thanh tìm kiếm nè, m.youtube.com. Trang YouTube xuất hiện và anh em cứ tiếp tục trải nghiệm thôi. Bây giờ mình tìm một cái video trên kênh của mình để mình xem nghe anh em. Đây, không hề có quảng cáo đâu nghe anh em. Và bất cứ video nào cũng vậy. Bây giờ anh em chọn vào cái logo đầu sư tử ở đây nè. Anh em thấy cái nút này bật lên. Thấy cái dòng chữ là khiên bờ ra ve lên. Là chặn tất cả các quảng cáo nghe anh em. Khi anh em tắt. Thấy cái dòng chữ nè. Khiên bờ ra ve xuống. Là quảng cáo bình thường. Vậy là xong. Mình xin dừng lại cái nội dung chia sẻ ở đây nghe anh em. Nếu anh em thấy thích, nhớ like, đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Chúc anh em nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại anh em ở những video kế tiếp. Xin chào.